Múa văn nghệ thuật biểu diễn được mang tên Cô Đôi Thượng Ngàn. Và toàn thể quý vị chúng ta hãy chào đón màn múa văn này bằng một tràng vỗ tay thật rộn rã và tình cảm hơn nữa đi ạ. Xin được là trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều.
quý vị, chúng ta không tiếc gì những tràng pháo bất tài thật lớn để hâm nóng không khí rất là vui của tất cả những thành viên trong dòng họ Nguyễn Đông của chúng ta, nhất là bà con cô bác anh chị nơi mà sinh ra lớn lên tại một miền quê bé nhỏ yêu thương, làm nên lịch sử những tình cảm vâng một giá mặt nghệ của những cô đôi. Đây là quan họ của họ Nguyễn Đông Trung Hòa nha, gắn kết những tình cảm yêu thương.